Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 9 tháng 6, 2014, tới đây tại Bưu điện xã Biên Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn về máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho các cuộc sống các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những hình thức